back. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đến thử một đại lý xe Yamaha ở miền Tây để xem giá của nó có thật sự giảm sau khi hình ảnh Exciter 155 bị tiết lộ hay không nhé. Và hôm nay khi vào đại lý thì mình đã thấy được những phiên bản màu trắng đỏ rất là đẹp, kể cả bản màu green và những phiên bản màu đỏ. Thì hôm nay mình sẽ quay tất cả các phiên bản màu trắng đỏ có mặt tại cửa hàng này để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và để trả lời cho câu hỏi lúc đầu mà mình đặt ra, thì mình đã hỏi giá xe của màu trắng đỏ green này là nó dao động tùy từng đại lý, dao động từ khoảng 47 đến 47.500, chưa có trừ khoản hỗ trợ của Yamaha ra. Điều này chứng tỏ rằng giá xe đã giảm sau dịch, và đợt này thì nó sẽ không giảm giá nữa vì hình ảnh của Ed 155 chưa được Yamaha chứng thực và chưa có một đại lý Yamaha chính hãng nào xác nhận. Nhưng hình ảnh được tiết lộ vừa rồi đó là chính xác của Ed 155. Màu trắng đỏ green này có một thiết kế bộ tem khá là đơn giản với một tông màu là trắng đỏ đen. Cái tem này 2020 nó sẽ khác tem 2019 một tí xíu. Bản 2019 và 2020 chỉ khác nhau về màu sắc và bộ tem thôi. Một đặc điểm mình có thể nhận biết đó là cái mão của xe. Bản 2020 sẽ là màu đỏ, còn bản 2019 sẽ là màu trắng. Đây là điểm nhận dạng giữa Exciter màu trắng đỏ 2019 và phiên bản 2020. Đây là cái điểm nhận biết mà mình chỉ cho mọi người xem ha, để yên chút nhìn là thấy liền. Còn về máy móc kiểu dáng thiết kế gì nó thì 19 với 20 là một, không khác gì nhau hết ngoài cái màu sắc bên ngoài thôi. Cái tông trắng đỏ đen này nó đúng chuẩn là trắng đỏ đen luôn, ngay cả đường chỉ của nó cũng là màu đỏ, tất cả mọi thứ nó đều đi tông với nhau hết. Và cái phiên bản 2019-2020 này, về những tính năng của nó, mình nghĩ cũng đã đáp ứng được nhu cầu của người dùng rồi. Xe chỉ dùng chìa khóa cơ, có remote tìm xe, đồng hồ điện tử LCD, có bát sinh, có đèn sinh đường sinh vườn. Còn về màu sắc kiểu dáng thiết kế thì tùy sở thích của mọi người thôi. Mâm của xe sẽ là mâm 5 cây vành đúc này nhé. Cái viền của nó cũng là viền đỏ luôn. Một lát nữa mình sẽ quay mâm độ cho mọi người coi. Đây là một phiên bản màu độ thứ hai, cũng theo tông trắng đỏ đen nha. Xe này sẽ dành cho những bạn thích những phiên bản màu độc lạ và không đụng hàng. Bởi vì chiếc xe này mình thấy nó có rất là nhiều điểm nhấn và cái sự chuyển tông màu của nó khá là đẹp. Tem của xe này sẽ là tem sơn, không phải tem dán như xe green của Yamaha nha. Xe này là tem sơn và cái độ chuyển màu bạn có thể thấy nó chuyển từ đỏ sang trắng sang đen, nhìn nó rất là hài hòa. Đây, mình sẽ quay gần hơn cho mọi người coi nhé, từng cái họa tiết trên xe. Giá xe của một mẫu tem sơn sẽ cao hơn tầm khoảng 3 triệu đến 3 triệu rưỡi so với cái bản màu green của Yamaha. Đây, mình sẽ lùi ra xa để cho mọi người xem được cái tổng thể của chiếc xe này. Nó có khá là nhiều điểm nhấn như mình nói ban đầu ha. Và xe này đã có độ phụ kiện rồi, ví dụ như là ba ga nè, rồi tay thắng rồi nè, xi nhan oppo rồi đó. Mình quay từng món cho mọi người coi. Đây là mình mở đèn nhan lên nè. Cái nhan này sẽ độ gọn hơn cái bản green của xe. Mặt đồng hồ của xe là điện tử LCD rồi, cái này chắc ai cũng biết rồi. Và chiếc xe này thì mình có thấy là có độ đèn LED Audi ở phía trước chỗ đèn sương mù, thì mình mở luôn cho. Đèn này á thì tùy từng kỹ thuật ở trạm, họ có thể gắn, họ tích hợp vào tay thắng hoặc là cái nút đá đèn, cái đèn passing. Ở đây là mình thấy là tích hợp vô đèn passing, mình có thể dùng một nút passing thôi, có thể chuyển đổi được màu của các loại đèn và cái chế độ hiển thị của đèn. Tầm giá của loại đèn LED này thì nó sẽ dao động từ 900 cho đến 1 triệu 1, 1 triệu 2.
Và khi bạn mua xe, bạn gắn đèn lên luôn thì chỉ tốn khoản tiền của đèn LED thôi. Kỹ thuật sẽ miễn phí tiền công cho bạn lúc mua xe. Nhưng mà khi bạn xe mình đã chạy rồi mà mình quay lại để mình gắn thì kỹ thuật sẽ tính tiền công thêm nữa nha. Cái bảng treo toàn ten đó là được thay nhất lần đầu nha các bạn. Lưu ý ha, khi mà mình mua xe tất cả đại lý chính hãng này mình được thay nhất lần đầu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 rồi. Đây là cái tay thắng nè, tay thắng tầm giá của nó khoảng 300.000, 250 cho tính 300. Mình có thể điều chỉnh được, đây có cái chỗ điều chỉnh này. Đây là cái kính độ của xe. Bạn nào không thích cái cặp kính bản ghim, tức là kính hình chiếc lá của xe, thì mình có thể gắn kính độ, nhìn nó sẽ hợp với chiếc xe hơn. Tại vì chiếc xe nó sẽ hơi góc cạnh. Đây là loại baga titan. Baga này thì cái độ dày của nó là 10 ly. Nó sẽ bền hơn, chắc cú hơn. Mình mua bên ngoài có những loại 5 ly thì nó sẽ mỏng hơn, 8 ly nó mỏng hơn. Còn đây là cái chống đỡ của xe. Tầm giá của một cặp này là nó sẽ dao động khoảng 200.000. Cái này mình gắn vào, có thể là mình đậu trong bãi dưới xe, hoặc là cái ốp bô này cũng vậy nè. Nó sẽ cọ quẹt, nó hạn chế chạy xước cho xe của mình. Đây là ốp bô carbon, vân carbon. Ốp vào đi bảo vệ phần bô. Đây là ốp bô gin của nó nè. Còn đây là cái dè chắn bùn cạc te ha. Cái bản gốc của nó sẽ ngắn ngang đây. Đấy. Còn cái bản này độ là nó sẽ dài hơn, để hạn chế cái dăng sình bùn khi mà mình đi lúc trời mưa. Còn dè này là dè FZ, nó sẽ gọn hơn, dễ hơn cái dè gin. Này mình chỉ review cho các bạn coi thôi. Tất nhiên là tùy sở thích mọi người. Có người họ thích chè này, có người đã thích chè kia. Cái xi nhan cũng vậy. Nhưng mà riêng cái xi nhan thì mình lại thấy cái bản gốc nó lại quá là dễ mà va chạm, cọ quẹt. Và đây là một con xe độ nguyên con luôn. Một con xe màu trắng đỏ thứ 3 mà mình quay được trong ngày hôm nay. Đấy. Mình sẽ quay cái phần tem của xe trước cho mọi người coi ha. Bản này cũng như cái bản vừa rồi mình quay cho các bạn coi, là cái mẫu tem sơn và nó có gắn phụ kiện rồi. Nhưng mà nó sẽ hơn cái mẫu kia là nó khác về màu sắc và nó hơn cái phần là độ mâm. Xe này là nó có độ mâm rồi. Bản này là bản Ducati. Cái tông của xe màu này vẫn là tông trắng đỏ đen, và đại lý đã lên từ cái màu trắng đỏ đen ghim. Cho nên là các bạn có thể thấy là cái đường chỉ trên yên vẫn là màu đỏ đấy. Đó, tức là lên đúng màu của xe. Khi mà bạn đăng ký thì bạn cũng không cần phải ngại cái chuyện mà đổi màu xe, bởi vì đại lý đã sơn cái màu đúng như là cái màu ghim của xe trên hải quan đăng kiểm rồi. Đây là cái baga titan ha. Bạn nào mà cái cần số xe này là xe cần số móc, bạn nào mà sợ chày xước đôi giày của mình á, thì mình có thể gắn cần số này vô. Đây là mâm nhện của xe. Mâm này nó đi tông là đen đỏ, gắn lên là đồng bộ nguyên con luôn đấy. Hiện nay thì tất cả các loại xe đều có dịch vụ hỗ trợ trả góp. Góp thì mình có thể trả trước khoảng 20-30% giá trị xe cho đến 70%, tùy khả năng của mọi người. Nhưng mà mình trả càng nhiều, mình góp nó sẽ càng nhẹ. Và hiện tại có những ngân hàng bạn chỉ cần trả 40-50% là bạn có thể nhận được cả về gốc rồi. Và có những ngân hàng hỗ trợ mình lãi suất 0% mới mình trả từ 30% trở lên ha. Thủ tục trả góp hiện tại thì khá là đơn giản. Chỉ cần chứng minh hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lãi thôi. Có chỉ có bạn không trả trước thì thủ tục sẽ nó hơi gườm gà tí xíu nè. Khi mà bạn trả góp thì sẽ có dịch vụ đi làm giấy tờ sẵn cho bạn hết khắp ở các tỉnh miền Tây, nếu mà bạn liên hệ với đại lý ở miền Tây nha. Hiện tại thì Yamaha đang hỗ trợ 1 triệu gửi tiền phí trước bạ. Chương trình này bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 5. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nha. Vâng, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.